Cũng cần phải nói thêm là với một số ổ dịch tả lợn châu Phi đã công bố hết dịch thì việc vận chuyển lưu thông đàn lợn có thể diễn ra một cách bình thường. Cùng với đó thì giá lợn đang dần ổn định phổ biến ở ngưỡng là 40.000 đồng một ký ở miền Bắc và 50.000 đồng một ký ở khu vực miền Nam. Dự kiến là giá này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Điều đáng ghi nhận hơn cả là người dân đã có một cái nhìn tích cực hơn đối với thịt lợn, đã bắt đầu quay trở lại sử dụng thịt lợn trong các bữa ăn nhiều hơn. Mặc dù dịch tả lợn châu Phi chưa xuất hiện ở miền Nam, tuy nhiên sức tiêu thụ thịt lợn của người tiêu dùng ở thành phố Hồ Chí Minh có sự sụt giảm đáng kể. Đại diện công ty Visan cho biết, đơn vị này đã lên công tác tuyên truyền để người dân biết được cách truy xuất nguồn gốc thịt lợn, đồng thời có giải pháp nhằm bình ổn giá thịt lợn giúp kích cầu. Còn tại tỉnh Long An, tỉnh này đã ra chỉ thị chỉ có lợn rõ nguồn gốc mới được đưa vào lò mổ. Những thương lái đi thu mua lợn được yêu cầu phải có xác nhận nguồn gốc từ trang trại, hộ chăn nuôi. Nhờ việc kiểm soát chặt đầu vào tại các lò mổ mà lượng thịt lợn tiêu thụ tại các siêu thị, cửa hàng đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh này đang tăng lên trong những ngày qua. Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục phát ra thông điệp kêu gọi người dân ngừng tẩy chay thịt lợn như một cách chia sẻ với người nuôi lợn vượt qua thời kỳ khó khăn này. Tại sao vừa rồi người dân, người tiêu dùng tẩy chay cái thịt lợn và một số những cái trường học ấy thì bây giờ ra văn bản hẳn hoi là không dùng thịt lợn. Cái đó là cái ảnh hưởng cực kỳ đến sản xuất. Là vì cứ tiếp tục liên tục ngày nào cũng hai buổi tuyên truyền về mặt hủy, rồi mặt dịch bệnh, rồi mặt chôn nấp, rồi tất cả những phương án phòng chống dịch. Trong khi đó thì cái việc phát triển chăn nuôi thì không đề cập tới. Việc công bố hết dịch tại nhiều địa phương sẽ tạo điều kiện cho những đàn heo khỏe mạnh được đem đi vận chuyển tiêu thụ tại nơi khác. Với những nỗ lực đó, giá lợn hơi đang có nhiều tín hiệu tích cực khi ở miền Bắc giá lợn đã ở mức 40-42.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục tăng tới 6.000 đồng một kg, trong khoảng 40.000-41.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại miền Nam tăng tại Trà Vinh từ 46-49.000 đồng một kg, Bình Phước, Bình Dương là 39.000 đồng một kg. Với xu hướng hiện tại, giá lợn hơi dự kiến sẽ còn tiếp tục đi lên trong thời gian tới. Đây sẽ là tiền đề tốt để những hộ nuôi lợn có thể yên tâm tái đàn trong thời gian tới.